Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn thông tin các mẫu xe đang có mặt tại Việt Tuấn Auto, địa chỉ đơn vị là số 562 Nguyễn Văn Cư, Long Biên, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ các hạng mục về chiếc xe, không đâm pha, không ngập nước, bao check test mọi nơi, hỗ trợ sang tên di chuyển, giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Mở đầu đây thì em sẽ mang đến cho anh chị và các bạn một chiếc xe Toyota Prado TXR sản xuất năm 2017, một chiếc cầm cao 7 chỗ Việt dã, máy xăng 2.7, lăn bánh quãng đường là 68.000 km. Mức giá bán của chiếc xe bây giờ đang chào anh chị và các bạn là 1.495.000.000. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho những anh chị và các bạn đang có nhu cầu về chiếc xe em đang cập nhật, với ngoại thất màu đen, nội thất ghế da màu đen, tính năng công nghệ option của chiếc xe thì cũng vừa đủ dùng cho anh chị và các bạn có thể sử dụng bền lành. Hay là một chiếc xe tiếp theo em sẽ mang đến cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua, đó là một chiếc Lexus LX 570 sản xuất là năm 2015. Xe là phiên bản nhập Mỹ, có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem, form mới của năm 2016. Với mức giá bán của chiếc xe này thì hiện tại em đang chào anh chị và các bạn chỉ có 4.350.000.000. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Xe đã lăn bánh quãng đường là 10 vạn km rồi. Hồ sơ đã rút sẵn, chờ sang tên cho anh chị và các bạn thôi. Những cái chi tiết logo cũng như là tên xe được bác chủ bác ý mạ vàng. Về nội thất bên trong của chiếc xe thì nó rất là rộng rãi. Đây là một mẫu full size 7 chỗ với đầy đủ các công nghệ an toàn, tính năng. Màn hình được trang bị 2 màn hình gối đầu. Vô lăng thì có tích hợp đầy đủ các chức năng, cũng như là có duy trì làn đường, phanh khoảng cách, vô lăng chỉnh điện, màn hình giải trí 12,3 inch, hắt kính lái được trang bị đầy đủ hết anh chị ạ. Kế bên cạnh tiếp theo vẫn là của thương hiệu Lexus, thì em cũng có cho anh chị và các bạn tham khảo qua về chiếc Lexus RX 300. Chiếc xe này thì là sản xuất là năm 2021, form mới của năm 2022. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất là màu da bò. Hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 2.830.000.000. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Xe đã được trang bị rất là nhiều tính năng, cảm biến trước sau, rồi là hệ thống cam lùi, hay là hệ thống cam 360, màn hình cỡ lớn, cửa sổ trời, cửa gió điều hòa trung tâm, có sấy ghế hàng ghế thứ hai. Ghế lái, ghế phụ của chiếc xe đều có chức năng sấy và làm mát đầy đủ. Vô lăng thì có tích hợp các phím điều chỉnh chức năng. Đấy, rất nhiều các công nghệ an toàn đáng để anh chị và các bạn cùng trải nghiệm về chiếc RX 300 em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Hay là một chiếc xe Lexus LM 350. Chiếc xe này thì đợi nó một chút, khi xe lùi vào em sẽ giới thiệu lại cho anh chị và các bạn. Tiếp tới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn là một chiếc Peugeot. Chiếc xe Peugeot này thì là cũng có đời nó hơi sâu một chút, đời 2019, chiếc Peugeot 3008, phiên bản máy 1.6 sản xuất là năm 2019, đang chào bán anh chị và các bạn chỉ với 680.000.000. Xe đã lắp bánh quãng đường là 60.000 km rồi anh chị ạ. Đầy đủ các công nghệ an toàn. Hay bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn là chiếc Lexus RX 350, một chiếc xe sản xuất là năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc, với bản này là phiên bản nhập Mỹ, đã lăn bánh quãng đường là 60.000 km. Cam kết cho anh chị và các bạn không đâm va, không ngập nước. Với bản nhập Mỹ này nó sẽ hơn ở các thị trường khác về những các tính năng như là hệ thống phanh khoảng cách, duy trì làn đường, rồi rất nhiều các công nghệ khác nữa. Và ngoài ra thì để nhận biết thì mình có thể nhìn qua cái hệ thống cửa sổ trời. Với bản này nó sẽ được trang bị là cửa sổ trời toàn cảnh. Còn với phiên bản nhập Nhật thì nó sẽ được trang bị là cửa sổ trời nhỏ thôi. Tính năng an toàn thì nó rất là nhiều, hắt kính lái, rồi là cam 360 và rất đầy đủ các công nghệ an toàn ở trên mẫu xe RX 350. Bên đơn vị thì còn rất nhiều các mẫu RX 350, anh chị và các bạn hãy cùng tham khảo tiếp theo đây với em. Và tiến tới một chiếc xe Toyota Veloz Cross phiên bản 1.5 CVT sản xuất năm 2022. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu đen. Với cái mức giá bán của chiếc xe này thì hiện tại đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với 590.000.000 thôi. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu về một mẫu xe 7 chỗ ngồi, di chuyển trong phố, kinh doanh dịch vụ hay phục vụ gia đình.
Tiếp tới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Land Rover, Range Rover để anh chị và các bạn cùng tham khảo chiếc xe phiên bản Sport HSE sản xuất năm 2017. Xe sử dụng động cơ V6 3.0 lít. Với mức giá bán của chiếc xe hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ 1 tỷ 990 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn về một mẫu xe kiểu dáng thể thao vận hành rất là tuyệt vời. Với hộp số của chiếc xe sử dụng là 8 cấp và dẫn động 4 bánh. Hay là một chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Techno sản xuất năm 2016, ngoại thất màu đen, nội thất kế da màu đen. Hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn bây giờ với cái mức giá của chiếc xe này thì nó cũng rất là mềm. Chỉ khoảng 1 tỷ 290 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho những anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ cũng như các tư vấn hỗ trợ cho anh chị và các bạn có thể nắm rõ về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn. Đấy, bên dưới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn là một chiếc Toyota Prado TXR 2.7 sản xuất là năm 2013. Với chiếc xe này thì hiện tại đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ với tầm khoảng 900 triệu là anh chị và các bạn có thể sở hữu chiếc xe có ngoại thất là màu vàng mật ong, vàng đồng đấy ạ. Rồi nội thất ghế da là màu đen. Năm bánh quãng đường là 150.000 km anh chị ạ. Hay là một chiếc Toyota Land Cruiser Prado TXR sản xuất năm 2010. Với chiếc xe năm 2010 này thì hiện tại đang được đơn vị hỗ trợ cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó cũng rất là vừa phải để anh chị và các bạn có thể sở hữu chỉ với khoảng giá khoảng hơn 600 triệu thôi là các bác có thể sở hữu rồi. Chi tiết cụ thể thông tin thì các bác có thể liên hệ em sẽ gửi thông tin chi tiết cho các bác. Hay là một chiếc xe Toyota của Avalon phiên bản Limited sản xuất năm 2014, nhập khẩu nguyên chiếc, sẽ có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da là màu kem. Cực kỳ tiết kiệm, sử dụng động cơ Howitz cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành tuyệt vời. Mức giá của chiếc xe này bây giờ nó chỉ khoảng hơn 1 tỷ 2. Thông tin cụ thể chi tiết giá xe hay là nhận các ưu đãi hỗ trợ thì anh chị và các bạn hãy liên hệ em để nhận được em tư vấn cho anh chị và các bạn có thể nắm rõ chi tiết cụ thể về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn. Hãy tiến xuống bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn có thể tham khảo thêm về một chiếc xe tiếp theo của thương hiệu Lexus. Anh chị và các bạn có thể là cân nhắc lựa chọn. Với chiếc xe em đang cập nhật anh chị và các bạn là chiếc xe Rig 350 sản xuất năm 2017. Xe có ngoại thất là màu trắng, nội thất ghế da màu kem. Với bản này là phiên bản nhập Nhật, ngoại thất là màu trắng này thì hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 2 tỷ 380 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Vẫn trang bị full đầy đủ tính năng như là hệ thống cam 360, rửa đèn pha, cảm biến trước sau, hất kính lái, rồi là cửa sổ trời và rất nhiều các công năng tính năng bên trong chiếc xe. Hay là một chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado VX sản xuất là năm 2020. Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất ghế da màu kem, hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn bây giờ. Cái tầm tiền của chiếc xe nó cũng rất là hợp lý để các bác có thể sở hữu khoảng 2 tỷ 1. Và ngoài ra thì em đang có một chiếc Prado sản xuất là năm 2018 nữa. Anh chị và các bạn đang cần thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe đó, hãy liên hệ em để em có thể gửi chi tiết cho các bác. Bên cạnh đây thì em có chiếc Jeep Wagoner Rubicon sản xuất là năm 2020. Hiện tại đơn vị chào bán anh chị và các bạn với cái mức giá chỉ hơn 2 tỷ đồng cho một chiếc xe địa hình thể thao cực kỳ là hầm hố, mạnh mẽ, đáng để anh chị và các bạn quan tâm và tìm hiểu về chiếc xe địa hình này. Các bác hãy liên hệ em đi, có cái giá tốt nhất cho anh chị và các bạn vì xe làm cũng khá lâu rồi. Hay bên trên đây thì như chiếc xe em vừa cập nhật giới thiệu anh chị và các bạn, chiếc Lexus NM350, một chiếc xe thương hiệu hạng sang đẳng cấp của nhà Lexus. Với cái mức giá bán của chiếc xe này bây giờ nó chỉ còn khoảng 5 tỷ 850 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Với cái mẫu xe này thì thời điểm mua mới của chiếc xe nó rơi vào khoảng 8 tỷ. Hiện tại bây giờ nó đã tiết kiệm hơn rất là nhiều so với anh chị và các bạn đã mua mới. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng kênh.